Bếp Nhật Tâm Phát xin chào tất cả cô chú anh chị và anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu với tất cả cô chú anh chị hai con bếp Rinnai mặt gãy dùng full chức năng, hai đồng hồ lò nướng hai tầng lửa. Thì hai con bếp này nó có cái màu mặt tiền nó là màu mặn đỏ nha cô chú anh chị. Ở trên là mặt đá kim tuyến màu đen, viền với nóc kiền thì kiền sắt, kiền bắt đầu bằng sắt mạ men nha cô chú anh chị. Đó. Thì cô chú anh chị chúng ta xem từng con nào thì có alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0938 349 749 hoặc là qua Zalo em ở thành phố Hồ Chí Minh, xã Lộc A, quận Bình Chánh. Thì hai con bếp này em sẽ bán cho cô chú anh chị là em sẽ bao ship nè, tặng gửi tặng cho cô chú anh chị một cặp pin Ankalite dung lượng cao Panasonic và gắn lưới chống chuột miễn phí cho cô chú anh chị luôn, nhà bảo hành 12 tháng. Đó, thì cô chú anh chị chúng ta từng con nào thì có alo trực cho em. Thì hai bếp này em sẽ đánh số 1 và số 2. Đó. Rồi giờ chúng ta đi vô với con số 1 đầu tiên nha cô chú anh chị. Đây, con số 1. Con số 1 này ở trên là mặt đá kim tuyến màu đen, cái viền nó bằng inox nha cô chú anh chị. Kiền thì kiền sắt mạ men. Đó, thì bếp bây giờ nó hình trạng là đẹp len keng. Thì bếp đã được bên em kiểm tra hết rồi. Canh chỉnh lửa cho cô chú anh chị hết. Cô chú anh chị chúng ta mua về chứ việc lắp pin gắn ngay vô xài thôi. Còn đây là cái mặt tiền nè. Và đây là cái model của nó nè, Rinnai nè, RTE65VARB. Đây nút nhấn của chú anh chị, nút nhấn có khóa cho em, cần chỉnh lửa nằm đây. Bếp bên trái, bếp bên trái có hẹn giờ nè, hẹn giờ được 90 phút, chế độ nấu cơm nè. Đây cái này là cái đèn báo pin, khi mà pin hết là cái đèn này cháy nè, này học để pin nè. Đó, sử dụng hai cục pin đại lớn. Mua bếp em sẽ gửi kèm cho cô chú anh chị. Còn đây là lò nướng nè, là nướng hay nướng gì nướng bằng inox nha cô chú anh chị. Đó, bếp rất là đẹp. Đó, cô chú thấy không? Nhìn nó bằng inox luôn nè. Còn đây là bên trong của cái lò nướng nè. Bên trong lò nướng đẹp len keng. Giờ nó có luôn còn hai cái nẹp chữ V cái hai bên. Luôn. Thì cô chú anh chị chúng ta chốt đi là cần hình ảnh này, em sẽ gửi hình ảnh qua các bạn qua Zalo, em sẽ gửi video test bếp này, nút nhấn nè, bếp bên phải nè, cần chỉnh lửa ở đây của hai đây em. Đây có chức năng 3 giây nè, hâm đồ ăn 5 phút nó nướng tự động nè, chọn độ nấu nè. Còn này là nút nhấn của lò nướng nè, có khóa tem luôn, cái vật khác vào này là của lò nướng nè. Lò nướng này nó chỉnh lửa chỗ này nè cô chú anh chị, nó không có cần chỉnh lửa điện tử. Đây là hẹn giờ được 15 phút nè, đó lò nướng. Còn đây là cành thông mé bên phải nè. Đó. Nhà báo biết có số seri đi nè, số seri nè. 2327. Đây quay sau lưng. Đây cành thông mé bên trái nè. Đó cô chú anh chị thấy không? Rồi giờ là lên trên. Đây con số 1 nha cô chú anh chị, sản xuất 2016, giá bán là 6 triệu à, bao ship tặng pin. Cô chú anh chị chúng ta ứng có alo cho em. Rồi. Kiền nè, kiền bắt đầu bằng sắt mạ men. Chi lửa. Chi lửa là hợp kim nhôm Antimon Super. Nắp bảo vệ lò thoát hơi lò nướng nè. Dòng mặt gãy dòng cao cấp của Rinnai của chú anh chị. Đó, mặt đá kim tuyến màu đen. Đó, số 1 giá 6 triệu nha cô chú anh chị. Rồi em dở bên trong cho cô chú anh chị xem. Đây, phần bên trong của con bếp nè. Đẹp len keng luôn. Thì bếp này đó là em đã tuyển lựa từ kỹ từ khâu đầu vào của chú anh chị, chúng ta mua cứ yên tâm nha. Đẹp xuất sắc. Lựa từ cái một. Đã kiểm tra hết rồi. Cái này có chức năng mà nhiệt độ cao nè. Nó quên nè.
để cái phần bên dưới cho chú chị xem. Đây, cái phần bên dưới của bếp mà có linh kiện này, cô chú thấy không, đẹp xuất sắc luôn. Học là nướng rồi, mới tanh luôn. Rồi số 1 giá 6 triệu nha cô chú chị. Cô chị chúng ta ơn người cứ alo trực tiếp nha. Qua số điện thoại nè 0938349749, em xài có một số duy nhất thôi. Rồi qua con số 2 nha cô chú anh chị. Rồi đây là con số 2 nha cô chú anh chị. Đó, con số 2 cũng mặt đá kim tuyến màu đen, viền bằng inox, kiềng bắt đầu bằng sắt mạ men. Đó, mặt tiền của nó là cũng là màu bằng đỏ. Đây có model nè, RTS65AWK1R. Đây là hộp để pin cho cô chú chị. Mô em sẽ gửi cho cô chú chị hộp pin đăng ca lai mình cao nút nhấn. Cần chỉnh lửa nằm đây, có khóa cho em. Đây là đèn báo pin, khi pin hết là cái đèn này cháy nè. Phía bên trái có chức năng nấu cơm nè, hiện giờ được 90 phút. Đó. Lò nướng, khay nướng, dĩ nướng bằng inox luôn nè cô chú chị. Đó, có cái gì không, cây đựng dầu mỡ nè, cái gì bằng inox luôn. Và bên trong nó còn luôn hai cái nẹp UV bên trong lò nướng. Rồi dở bên trong lò nướng cho cô chú anh chị xem. Đây, bên trong lò nướng nè. Đây là bếp bên phải ba lửa nút nhấn luôn. Đó, cần cái lửa đây khóa trang phải có chức năng 3 giây, hâm lò ăn 5 phút, nấu nước tự động, chọn đậu nấu. Còn quy trình khác màu của lò nướng nè, lò nướng nút nhấn đây của khóa em luôn nè. Đây là hẹn giờ 15 phút chỉnh lửa chỗ này, lò nướng chỉnh lửa đây. Đó, đây cạnh thân bé bên phải nè, đây số seri nè 3951. Đây quả sau lưng, đây cả mé bên mặt không, mé bên trái nha. Lên trên là mặt đá kim tuyến màu đen, viền bằng inox, kiềng bắt đầu bằng sắt mạ men. Đó, bếp hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng. Đây con số 2 sản xuất 2017 nha cô chú chị, giá bán 6 triệu, chi lửa hợp kim nhôm. Tiếng màu đen bếp rất là đẹp. Rồi dở phần bên trong cho cô chú anh chị xem. Cái bếp này nặng quá, 20 kg. Đây bên trong của bếp nè, bếp được kiểm tra hết rồi cô chú anh chị ơi. Chú chỉ chúng ta mua về cái lắp pin gắn ga cho xài thôi. Số 2 giá sản xuất 2017, giá bán 6 triệu bao ship, thằng pin gắn lưới chống chuột bảo hành 12 tháng. Cô chú anh chị sẽ chúng ta về sử dụng. Rất là đẹp. Rồi giờ cái phần bên dưới cho cô chú anh chị xem. Chú anh chị ta chốt có cần hình ảnh video test bếp em sẽ gửi qua Zalo, các bạn Zalo với em sẽ gửi qua. Ở bên trong nè, chú thấy không, bếp rất là đẹp, giá cực kỳ rẻ. Giá bán 6 triệu nha cô chú anh chị, bao ship tặng pin gắn lưới chống chuột bảo hành 12 tháng. Cô chú anh chị chúng ta ưng con nào thì cứ alo trực tiếp nha, số điện thoại nè 0938349749, hoặc là các bạn qua Zalo cũng được. Đó, hai cái rồi, em xin chào và hẹn gặp lại.